There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Renowned for its exceptional capacity to absorb a profusion of nutrients from its oceanic environment, kelp stands as a veritable treasure trove of vitamins, minerals, and antioxidants. Kelp, nature's pharmacy for well-being and longevity. Continue watching to find out more. Vegan side effect. You will see life in a better color. Do it for the planet! Let's go vegan! Do it for the animals! Let's go vegan! Do it for the animals! Let's go vegan! Do it for your health! Let's go vegan! We don't want more war. We want to ask the Palestinian government to put their hands in the Israeli government's hands in order to reach peace resolve, to end this bloody conflict. And they must know that this is a popular demand in the two sides. Roni is Jewish and Maha is Palestinian, a resident of Gaza City in the Gaza Strip. These two heroic women share an enduring friendship that has already withstood two wars in Gaza. And when they spoke, these women didn't speak of blame. They spoke only of how dialogue and non-violence can end the pain that they both sides and both of them have experienced. Together, they give each other hope for a better future. We are tired of wars. We want to cry out and say no, no more war. There are other ways. We want to live peacefully with our neighbors across the border. We want people to understand that war isn't getting us anywhere. Violence isn't getting us anywhere. We agree there is no military solution to the conflict, and that real peace resides not in the hands of the governments, but in the hands of the people, our people. Peace at Shah. Oh Gaza, please make peace, not war. Better near neighbors than relatives afar. Supreme Master Ching Hai, vegan. Today's episode will be presented in Olasis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olasis, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Xin chào quý khán giả oai vệ, tôi là Điểu Văn Cao, người chưa ra hòa nhã ở Âu Lạc Việt Nam. Chúc quý vị có khoảng thời gian vui vẻ, trọn vẹn mỗi khi chuẩn bị bữa tiệc thuần chay cho bạn bè và gia đình. Trong chương trình hôm nay, Tảo Bẹ, nhà thuốc của thiên nhiên, giúp khỏe mạnh và trường thọ. Chúng ta sẽ khám phá hàm lượng dinh dưỡng đặc biệt của Tảo Bẹ, những lợi ích sức khỏe mà Tảo Bẹ mang lại và cách kết hợp nó vào lối ăn. Trước khi đi vào chủ đề hôm nay, quý vị có biết sự khác biệt giữa Tảo Bẹ và rong biển không? Rong biển là tên gọi chung dùng để chỉ nhiều loại thực vật thủy sinh, bao gồm nhiều loài và chủng loại khác nhau. Hãy tưởng tượng Tảo Bẹ là vị vua oai vệ trong vương quốc này, một loài rong biển màu nâu, cao lớn đặc biệt
với nhiều lợi ích sức khỏe và giàu dinh dưỡng ấn tượng. Tảo bẹ cụ thể hơn và đại diện cho phân nhóm rong biển lớn nhất. Nó thuộc nhóm rong biển nâu và bao gồm khoảng 30 chi khác nhau. Tảo bẹ bao gồm 3 phần chính. Các nhánh lá hấp thu ánh sáng mặt trời và chất dinh dưỡng, cuốn thân hỗ trợ cho lá và phần bám dính giúp neo giữ tảo xuống đáy đại dương. Với khả năng phát triển nhanh và mọc thành các nhóm dày đặc, tảo bẹ tạo thành các rừng tảo bẹ cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn và sự bảo vệ cho nhiều loài sinh vật biển. Thêm vào đó, rừng tảo bẹ còn đóng vai trò là tác nhân giảm thiểu biến đổi khí hậu nhờ khả năng hấp thu thánh khí thông qua quá trình quang hợp. Rong biển bao gồm cả tảo bẹ, từ xưa đã được sử dụng trong các nền văn hóa châu Á Thái Bình Dương. Ở Nhật Bản, rong biển chiếm một phần ấn tượng là 21% trong bữa ăn, có khả năng góp phần tạo nên danh tiếng về tuổi thọ của quốc gia này. Ở các nước phương Tây, rong biển đang ngày càng phổ biến nhờ nhận thức lan rộng về hàm lượng dinh dưỡng đáng chú ý của nó. Các phương tiện truyền thông xã hội đang báo hiệu rằng rong biển sẽ trở thành một trong những xu hướng thực phẩm chiếm lĩnh ở phương Tây. Stop praying to heavens. Just be one of them. Do good deeds. Make peace. Be vegan. What do you think? Who are living there? Those beings in heavens. Tảo bẹ có mật độ dinh dưỡng đầy ấn tượng. Quý vị có hiếu kỳ muốn biết vì sao không? Rong biển bao gồm cả tảo bẹ, đảm nhận vai trò sinh thái quan trọng trong hệ sinh thái biển với tư cách là nguồn sản xuất chính, tham gia tích cực vào chu trình dinh dưỡng. Nổi tiếng với khả năng đặc biệt trong việc hấp thu lượng dưỡng chất dồi dào từ môi trường đại dương, tảo bẹ được coi là kho tàng thực sự của các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Thành phần dinh dưỡng nổi bật này đã thôi thúc người ta nghiên cứu về các phương cách đa dạng để kết hợp rong biển vào khẩu phần ăn nhờ những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn mà nó mang lại. Giờ mời quý vị cùng khám phá thêm giá trị và lợi ích của tảo bẹ. Tảo bẹ có hàm lượng iốt đặc biệt cao. Theo tạp chí nghiên cứu thực phẩm và dinh dưỡng, hàm lượng iốt trong một khẩu phần sản phẩm đại tảo nguyên chất có thể dao động từ 128 đến 62.400 microgram. Iốt là một thành phần quan trọng giúp hỗ trợ sức khỏe của tuyến giáp, một tuyến nhỏ hình bướm nằm phía trước cổ. Iốt kích hoạt nội tiết tố tuyến giáp, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất, tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Trao đổi chất là quá trình chuyển đổi thực phẩm tiêu thụ thành năng lượng để duy trì hoạt động bình thường của hệ thống cơ thể. Việc bổ sung không đủ iốt có thể dẫn đến giảm sản xuất nội tiết tố tuyến giáp. Một chứng bệnh gọi là suy giáp có thể dẫn đến sự phát triển của bướu cổ hoặc phì đại tuyến giáp. Bệnh này có thể biểu hiện thông qua một loạt các triệu chứng, bao gồm mệt mỏi dai dẳng, yếu cơ, tăng cân, táo bón, nhịp tim yếu, da và tóc khô, tăng độ nhạy cảm với cảm lạnh, khó khăn trong học tập và duy trì trí nhớ do cơ thể không có khả năng tạo ra đủ năng lượng hoặc hoạt động hiệu quả. Lượng iốt được khuyến nghị hàng ngày thay đổi tùy theo độ tuổi và nhu cầu sinh lý. Đối với người lớn khỏe mạnh,
mức tiêu thụ iốt khuyến nghị trong khẩu phần ăn thường ở mức 150 microgram mỗi ngày. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai và cho con bú, do nhu cầu hỗ trợ sự phát triển não bộ của thai nhi và sản xuất sữa ngày một tăng, nên lượng khuyến nghị này cao hơn, dao động từ 220 đến 290 microgram mỗi ngày. Mặc dù iốt rất quan trọng đối với chức năng tuyến giáp và sức khỏe tổng thể, nhưng những người áp dụng lối ăn uống cân bằng và đa dạng, bao gồm các loại thực phẩm giàu iốt như rong biển, dâu tây, quả nam Việt Quốc và muối iốt, có thể đáp ứng nhu cầu iốt của cơ thể mà không cần quan tâm quá mức. Tảo bẹ chứa hai hợp chất có hoạt tính sinh học quan trọng mà có thể quý vị chưa biết: fucoxanthin và fucoidan. Điều thú vị là các hợp chất này không được tìm thấy trong các loại rau trồng trên cạn. Fucoxanthin có vai trò tạo ra màu sắc cho tảo bẹ. Nó là một xanthophyll đặc trưng của tảo, một loại caroten thủy sinh đóng vai trò then chốt trong quá trình quang hợp và chống nắng của tảo. Vegan tested positive for true heroism. Chúng tôi xin tạm dừng một lát để hít thở và duỗi người thật nhanh, rồi sẽ trở lại ngay với thêm nhiều thông tin về hai hợp chất có hoạt tính sinh học này. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. We pray for Ukraine or Ukraine. Chào mừng quý vị trở lại với Tảo Bẹ, nhà thuốc của thiên nhiên, giúp khỏe mạnh và trường thọ trên truyền hình Vô Thượng Sư. Đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ của tảo bẹ có khả năng giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư. Ngoài ra, fucoxanthin còn thể hiện đặc tính bảo vệ gan. Một nghiên cứu trên tạp chí dưỡng chất cho thấy fucoxanthin có tác dụng tích cực trong việc kiểm soát quá trình xử lý chất béo, sản xuất tế bào mỡ và stress oxy hóa do các phân tử có hại gây ra trong bệnh gan nhiễm mỡ không phải do rượu. Fucoidan là một polysaccharide sunfat, loại đường đặc biệt được tìm thấy trong thành tế bào của tảo bẹ. Nó là thành phần chính của chất xơ có trong các loại thực vật biển. Fucoidan hoạt động như chất xơ hòa tan, thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn đường ruột, mang lại tác dụng tích cực cho bệnh tiểu đường và hội chứng chuyển hóa. Ngoài ra, lợi ích sâu rộng của fucoidan còn bao gồm tác dụng kháng viêm, điều hòa miễn dịch, kháng khuẩn, kháng virus, chống đông máu, chống oxy hóa, bảo vệ thần kinh và bảo vệ tim mạch. Có nhiều dưỡng chất quý giá khác trong tảo bẹ có thể mang lại thêm nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tảo bẹ rất giàu dưỡng chất thiết yếu, bao gồm vitamin K, magie và canxi, rất quan trọng để duy trì xương chắc khỏe. Khi kết hợp với thực phẩm thực vật giàu vitamin D hoặc tiếp xúc với ánh nắng, các dưỡng chất kết hợp với nhau để tăng cường sức khỏe của xương. Canxi đóng vai trò là nền tảng thiết yếu cho xương, còn vitamin D hỗ trợ quá trình hấp thu canxi từ thực phẩm. Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất đạm trong xương, kể cả osteocalcin, chất cần thiết để tăng cường mật độ khoáng của xương. Ngoài ra, magie giúp hỗ trợ kích hoạt vitamin D, sau đó điều chỉnh nồng độ canxi và phosphat để tác động đến sự phát triển và duy trì xương. Ngoài ra, theo một bài viết trong bộ sách Những tiến bộ trong nghiên cứu thực phẩm và dinh dưỡng, tảo bẹ hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào xương chuyên biệt, gọi là tế bào hủy xương mà có thể làm yếu xương. Đặc tính này giúp bảo vệ thêm để chống lại bệnh loãng xương và góp phần vào sức khỏe tổng thể của xương. Những lợi ích tiềm tàng của tảo bẹ đối với tim mạch có liên quan đến hàm lượng các hợp chất có hoạt tính sinh học cụ thể, bao gồm axit béo omega 3, nổi tiếng với đặc tính bảo vệ tim. Các hợp chất này có thể hỗ trợ giảm viêm và tăng cường bộ mẫu lipid máu.
từ đó có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là những lợi ích này không chỉ phụ thuộc vào một yếu tố duy nhất. Những lợi ích nhiều mặt mà táo bẻ mang lại cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tác dụng của nó trong việc kiểm soát lượng đường huyết và cân nặng. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Suriname is one of them. Suriname Penal Code. A person who intentionally causes an animal individual pain or injury is liable to incarceration of up to 6 months or a fine of up to 165 euros. Overworking or causing an animal person to be transported in a painful manner also incurs a fine or jail sentence. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more herding. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Nhiều nghiên cứu cho thấy táo bẻ có thể ảnh hưởng đến lượng đường huyết. Các hợp chất cụ thể có trong táo bẻ như anginat và fucoidan đã chứng minh khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu các chất đường bột. Cơ chế này có thể ngăn chặn sự gia tăng đột ngột lượng đường trong máu sau bữa ăn. Điều này đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người dễ mắc bệnh này. Ngoài ra, như lúc nãy chúng ta đã nghe, hàm lượng iốt trong táo bẻ có thể tác động tích cực đến chức năng tuyến giáp, đóng vai trò điều chỉnh quá trình trao đổi chất và tiêu hao năng lượng của cơ thể. Trong lúc đó, điều này có khả năng tác động đến việc quản lý cân nặng. Ngoài ra, chất xơ và anginat trong táo bẻ có thể góp phần tạo cảm giác no, có khả năng hạn chế việc ăn quá nhiều bằng cách kết hợp hài hòa và hợp lý việc kiểm soát cân nặng và lượng đường huyết. Tất cả các yếu tố này cùng góp phần nâng cao sức khỏe tim mạch. Khi đưa thế giới táo bẻ vào ẩm thực, quý vị sẽ khám phá thấy thành phần đa dụng này của đại dương không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng. Glutamate tự nhiên có trong táo bẻ, nổi tiếng với vị ngon ngọt, mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới ẩm thực đầy sáng tạo. Ta có thể cho thêm táo bẻ khô vào món súp hoặc món hầm thuần chay, làm phong phú thêm hương vị của món ăn với vị đậm đà mới mẻ. Nhưng hành trình không dừng lại ở đó. Tiềm năng của táo bẻ còn mở rộng sang các món ăn kèm thú vị. Hãy nghĩ đến việc táo bẻ tạo thêm độ giòn vừa miệng cho món salad trộn, với sự kết hợp hài hòa khi rắc thêm dầu, nước tương, giấm và hạt mè. Và nếu cảm giác thèm ăn của quý vị hướng đến một thứ gì đó độc đáo nhưng bổ dưỡng, hãy rắc bột táo bẻ hoặc bột táo bẻ dạng mảnh để làm gia vị cho các món ăn yêu thích quen thuộc, hoặc trộn chúng vào món sinh tố xanh, mở ra thêm một lớp dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Thế giới táo bẻ thực sự là một cuộc khám phá đang chờ khai mở, hứa hẹn không chỉ là sự khoái khẩu của vị giác, mà còn là cửa ngõ dẫn đến nhiều đặc tính tăng cường sức khỏe mà đã làm phong phú các nền văn hóa qua bao thời đại. At the time of Noah, human behavior had gone so awry. Instead of doing good as they should, people were doing horribly wrong. Eating animals was one part of the degeneration of mankind. The Reverend Rabbi Dr. Ravi Avi, PhD, vegan. We don't want more war. We want to ask the Palestinian government to put their hands in the Israeli government's hands in order to reach peace resolve, to end this bloody conflict. And they must know that this is a popular demand in the two sides. Roni is Jewish and Maha is Palestinian, a resident of Gaza City in the Gaza Strip. These two heroic women share an enduring friendship that has already withstood
two wars in Gaza. And when they spoke, these women didn't speak of blame. They spoke only of how dialogue and violence can end the pain that they both sides and both of them have experienced. Together, they give each other hope for a better future. We are tired of wars. We want to cry out and say, no, no more war. There are other ways. We want to live peacefully with our neighbors across the border. We want people to understand that war isn't getting us anywhere. Violence isn't getting us anywhere. We agree there is no military solution to the conflict, and that real peace resides not in the hands of the governments, but in the hands of the people, our hands. Oh Gaza, please make peace, not war. Better near neighbors than relatives afar. Supreme Master Ching Hai, vegan. Thưa quý khán giả đơn thuần, thật vui khi được cùng quý vị theo dõi Tảo Bẹ, nhà thuốc của thiên nhiên, giúp khỏe mạnh và trường thọ. Tiếp theo là A Billion, xây dựng một địa cầu tốt đẹp hơn với Vergasgor, thuần chay, phần 1/2, ngay sau tin đáng chú ý. Cầu mong lựa chọn từ bi của quý vị là sống thuần chay sẽ tạo được ảnh hưởng tích cực xung quanh. Authentic viewers, it has been a pleasure to have you with us for KELP, Nature's Pharmacy for Well-being and Longevity. Up next is A Billion, Building a Better Planet with Vikas Gag, Vegan, Part 1 of 2. May your compassionate choice to embrace a vegan lifestyle create positivity around you. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/HL. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/HL. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/HL. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/HL.